Mới đây, bức ảnh Quang Chi Lâm tham dự một sự kiện thời trang bất ngờ bị đào mộ và lan truyền trên mạng xã hội. Trong ảnh, nữ diễn viên 58 tuổi mặc váy quay khoe vòng một căng đầy. Tuy nhiên, thay vì khen Quang Chi Lâm tự tin trẻ trung, một số netizen lại chê cô cưa sừng làm ngá. Người đăng ảnh viết, dù đã già đi bao nhiêu năm, Quang Chi Lâm vẫn muốn mặc kiệm vải. Cô ấy trông không trẻ chút nào, rõ ràng là đã già cỗi. Bạn có thể thấy những nếp nhăn trên khắp mặt của cô ấy, đừng tiếp tục khen cô ấy trẻ nữa. Người khác còn giúp Quang Chi Lâm che chắn bằng cách dùng phần mềm chỉnh ảnh để gắn một bông hoa nhỏ trên ngực của cựu nữ diễn viên Hồng Kông. Như thể cô đã mặc quá hở hang. Số khác lại cho rằng ngôi sao Hồng Kông mặc gam màu quá nặng nề và không biết lựa chọn trang phục sao cho đẹp nhẹ nhàng, tự nhiên và phù hợp với tuổi tác. Một số netizen còn dành những từ ngữ ác ý để mắng Quang Chi Lâm như già còn mất nết, hồ ly giật chồng. Rất nhanh sau đó, nhiều người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực Quang Chi Lâm với những lời nhận xét khích lệ. Cô ấy vẫn là người phụ nữ xinh đẹp trong ký ức của tôi. Hạnh phúc của cô ấy mới là điều quan trọng. Có quy định nào nói về việc khi già phải ăn mặc kiến cổng cao tường không? Cô ấy vẫn chăm chỉ làm việc còn hơn những kẻ chỉ ngồi gõ bàn phím. Đây không phải là lần đầu tiên Quang Chi Lâm bị bôi nhọ về chuyện tuổi tác. Khi DJ kiêm người dẫn chương trình Hồng Kông Suzy Wong đăng một vài bức ảnh trong buổi lễ mừng sinh nhật của mình với bạn bè lên mạng xã hội, nhiều người chú ý đến sự xuất hiện của Quang Chi Lâm và đưa ra nhiều bình phẩm tiêu cực về cô. Diễn viên bị chỉ trích trông hốc hác với nước da xỉn màu và những nếp nhăn trên khuôn mặt, không trang điểm, không chỉnh sửa. Khán giả viết nhiều lời nhận xét như, nữ thần của tôi đã già đi rất nhiều. Cô ấy trông như bà lão nếu không có Photoshop. Những ồn ào thị phi hầu như không làm giảm độ nổi tiếng của Quang Chi Lâm. Cách đây không lâu, cô đã đăng ký tài khoản Douyin TikTok Trung Quốc và đạt được 1 triệu người theo dõi trong vòng chưa đầy một ngày. Diễn viên hiện có cuộc sống sung túc với khối tài sản 76 triệu đô la Mỹ nhờ kinh doanh thời trang và đầu tư bất động sản. Cô sống tại căn hộ cao cấp ở tòa Chagantar Tower, khu The Peak, nơi có thể phóng tầm mắt bao quát toàn khu Mid-Level và cảng Victoria. Thời trẻ, Quang Chi Lâm nổi tiếng xinh đẹp là một trong những bông hồng sáng giá nhất làng giải trí Hồng Kông. Năm 19 tuổi, cô kết hôn với doanh nhân Vương Quốc Tinh. Những tưởng yên ấm làm bà chủ gia đình giàu có, Quang Chi Lâm không ngờ Vương Quốc Tinh lại là kẻ ăn chơi đàn điếm. Chỉ sau hơn nửa năm, hôn nhân của cô tan vỡ, Quang Chi Lâm cũng bị người đời chỉ trích là hám tiền khi lấy chồng hơn nhiều tuổi. Vương Quốc Tinh cũng không màng tình xưa nghĩa cũ, liên tục bêu rếu bôi đen Quang Chi Lâm khiến hình ảnh của cô xấu đi trong mắt công chúng. Sau khi bỏ chồng, Quang Chi Lâm nhiều lần dính tin đồn hẹn hò nhưng không xác nhận. Nữ diễn viên từng khiến cho dư luận phải xôn xao khi tỏ thái độ của mình với đàn ông. Tôi không chủ động là được rồi, sao ngăn được người ta làm gì vì tôi? Tôi cái gì đều cũng đã thử. Người đã có bạn gái, người đã kết hôn đều đã thử. Người ta nói tôi tham tiền. Vì sao lại nói là tham tiền? Ai mà không cần phải ăn cơm? Bạn trai của tôi có tiền hoặc thành công thì tôi là người tham tiền hay sao? Chẳng lẽ không thể là họ tham danh tiếng của tôi hay sao? Với lối suy nghĩ sai lệch, không chủ động, không cự tuyệt, không chịu trách nhiệm, Quang Chi Lâm đã lao vào các mối tình với các đại gia, nhiều lần mang danh tiểu tam phá hoại gia đình người khác và gắn liền với cái mác hồ ly tinh cướp chồng. Năm 23 tuổi, Quang Chi Lâm bị phát hiện cặp kè với đại gia Mã Thanh Vĩ. Lúc này, vị đại gia đã kết hôn với nữ diễn viên Trần Mỹ Kỳ. Mỹ nhân họ Quang còn gọi Trần Mỹ Kỳ là con gà không biết đẻ trứng khiến người đời phẫn nộ. Thế nhưng cuộc tình của cặp đôi tai tiếng chỉ kéo dài 6 năm, người đẹp họ Quang đã bị bỏ rơi sau khi Mã Thanh Vĩ tìm được người tình mới. Chẳng bao lâu sau khi chia tay với Mã Thanh Vĩ, Quang Chi Lâm lại bị phát hiện cùng đi du lịch Singapore với Lưu Loan Hùng, tay sát gái nổi tiếng của giới thượng lưu. Lúc này, Lưu Loan Hùng đã có vợ là bà Bảo Vịnh Cầm, người vợ kết tóc thủa Hàng Vi, có công giúp đỡ ông xây dựng sự nghiệp. Vì thói trăng hoa của Lưu Loan Hùng, Quang Chi Lâm cũng sớm bị xếp xó như bao cô tình nhân khác. Tới năm 2009, cô công khai yêu ông Trần Thái Minh. Hai người chia tay năm 2016. Nguồn tin cho hay giữa hai người mâu thuẫn lớn vì các con của ông Trần không ưa Quang Chi Lâm, kiên quyết không thuận việc bố đưa mỹ nhân họ Quang về nhà sống. Rời khỏi làng giải trí, thất bại trong tình yêu, Quang Chi Lâm dần chú tâm vào sự nghiệp kinh doanh thời trang, phát triển thương hiệu riêng và sở hữu khối gia tài khủng lên tới 400 triệu nhân dân tệ, 1.366 tỷ đồng. Công việc ngày càng thuận lợi đã khiến cho người đẹp này trở thành nữ doanh nhân giàu có và là hình mẫu lý tưởng của nhiều người.